Thì đầu tiên các bạn sẽ là vào trình duyệt đó là cốc cốc hoặc là Chrome ở trên máy tính, thì các mình vào Chrome, sau đấy các bạn gõ Google, và sau đấy các bạn gõ cái từ khóa là tải Zoom trên máy tính, cho máy tính, thì nó sẽ ra cái link đầu tiên luôn, đó là download for Windows Zoom, thì các bạn ấn vào đây. Sau đấy thì các bạn đợi một chút, nó sẽ tự tải về luôn trên máy tính của các bạn. Và sau đấy các bạn chọn cái chỗ để lưu, các bạn có thể lưu ở download hoặc là lưu ở desktop tùy, mình sẽ lưu ở desktop nhé. Ok, các bạn ấn nút save. Đấy, và sau đấy thì ngay lập tức thì các bạn sẽ là nhấp chuột vào đây luôn để mở nó lên và nhảy nhẹ nó ra là xong. Đấy ạ, các bạn ấn vào đây, nhấp chuột vào đây, ấn nút run. Đấy ạ, nút run. Và sau đấy thì nó sẽ là tự giải nén, và thế là cái việc mà chúng ta cài đặt phần mềm Zoom Meeting trên máy tính đã xong rồi. Và từ giờ trở đi thì các bạn tắt đi, các bạn sẽ là tìm kiếm nó được chưa, ở trên máy tính bằng cách là vào cái ô tìm kiếm mà các bạn có tự Zoom, các bạn đã cài đặt xong rồi mà, thì các bạn sẽ có tự Zoom, đó là có cái nút, đó là có cái biểu tượng là Start Zoom, thì các bạn kéo nó ra trên ngoài màn hình desktop được chưa, để sau mỗi buổi học ấy, trước mỗi buổi học thì mình sẽ là ấn vào đây luôn cho nó tiện, được chưa? Đây cái biểu tượng đây Start Zoom, thì các bạn ấn vào đây. Đấy, rồi mỗi buổi học thì các bạn sẽ là ấn vào là Join a Meeting, và khi mà ấn vào Join a Meeting này thì sẽ có một cái gọi là nhập cái ID lớp học, thì ID này thì sẽ được mỗi bạn một cái giấy, có nghĩa là mình sẽ có một cái giấy số và các bạn nhập vào thôi, thì là xong, được chưa? Còn cái tên của mình thì mình có thể thay đổi, ví dụ như rồi sau các bạn ấn nút Join, đấy, thì là xong, được chưa? Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái việc là chúng ta cài đặt phần mềm Zoom Meeting và sử dụng nó để vào lớp học. Mỗi khi mà các bạn chuẩn bị bước vào lớp học thì các bạn ấn vào đây và các bạn ấn nhập cái ID thì là xong. Vâng, rồi xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là cách cài đặt phần mềm Zoom Meeting ở trên điện thoại, được chưa? Thì chúng ta đang có hai cái điện thoại, đó là iPhone và một điện thoại gọi là điện thoại dùng hệ điều hành Android, và một điện thoại dùng hệ điều hành iOS, thì mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì rất đơn giản thôi, đó là các bạn sẽ tìm đến cái gọi là, nếu đối với iPhone ấy, hệ điều hành iOS thì mình sẽ tìm đến App Store, còn đối với Android thì mình sẽ tìm đến đó là CH Play, được chưa? Rồi sau các bạn ấn vào, thì ở đây thì các bạn Android, iPhone thì các bạn sẽ vào từ search tìm kiếm, và ở phần thanh tìm kiếm này thì các bạn sẽ gõ cho mình cái từ khóa là Zoom Cloud Meeting, được chưa? Zoom Cloud Meeting. Rồi, ở đây thì là xong rồi, chúng ta sẽ ấn nút cài đặt cho mình là xong. Ấn nút cài đặt cho mình ở đây Zoom Cloud Meeting, được chưa? Mình ấn nút tải xuống, thế là xong. Và các bạn sẽ đợi cho nó tải xuống một chút, khoảng tầm 10 giây thì tải xuống xong, thì ở ra phía ngoài màn hình thì sẽ có một cái gọi là màn hình chính ấy, thì sẽ có, được chưa? Cái biểu tượng. Ok, đây các bạn có thể nhìn thấy cái biểu tượng đây luôn nhé, nó đã tải xong, bên này đã tải xong rồi này, ở ngoài màn hình chính thì sẽ có cái biểu tượng gọi là Zoom. Thì các bạn, khi mà các bạn đã như thế này, các bạn đã cài xong rồi là ok rồi. Còn khi mà chúng ta vào lớp học ấy, khi mà trước buổi học diễn ra thì sẽ có một cái gọi là ID, thì các bạn chỉ cần ấn vào đây thôi. Nếu mà các bạn muốn học ở trên điện thoại, các bạn ấn vào, rồi các bạn ấn nó là Join a Meeting, các bạn ấn gõ là Meeting ID, được chưa? Các bạn gõ một cái dãy số mà lớp học sẽ phát cho các bạn, được chưa? Các bạn gõ một cái dãy số như vậy, rồi tên, có thể mình sẽ đổi tên đi, đấy, đổi tên, đấy, ví dụ như, ok, rồi các bạn ấn nút Join Meeting, thế là xong, được chưa? Các bạn sẽ được tham gia cái lớp học của mình, đơn giản như vậy, được chưa? Thì đó là cách để mình hướng dẫn cho các bạn, đó là cài đặt phần mềm Zoom Meeting trên điện thoại. Thì các bạn chỉ đơn giản đó là các bạn vào phần App Store hoặc là CH Play, các bạn gõ tìm kiếm Zoom Cloud Meeting và các bạn tải về xong thì sẽ vặn, khi mà vào lớp học ấy, thì các bạn sẽ ấn vào đây, trước buổi học thì các bạn ấn vào đây, ấn vào biểu tượng và ấn Join a Meeting, thì sẽ có cái ID, được chưa? Thì các bạn nhập cái ID của lớp học vào và cái ấn nút Join Meeting, thế là chúng ta sẽ được vào lớp học, được chưa? Rồi, cảm ơn các bạn. Giờ mình sẽ là giới thiệu cho mọi người một số cái tính năng, được chưa? Mọi người sẽ được có một số tính năng như sau, hoặc là mọi người có thể là hoàn toàn, hoặc là mọi người ấn vào hoặc là chat đây ạ, có nút chat thì mọi người sẽ ấn vào chat, được chưa? Chat thì mọi người sẽ ấn có thể là hello
Hello. Đấy. Hello. Mọi người chắc phải cắt nhờ với nhau ở trong này nhé. Và mọi người ấn vào cái chỗ Participant. Cái này, ấn vào đây. Mọi người sẽ ấn có chỗ là Raise Hand. Đó là giơ tay phát biểu. Mọi người giơ tay phát biểu thì cô sẽ là thầy được. Và cô sẽ là cho bạn này được phép gọi là nói. Được chưa? Và một cái nữa, ở đây có phần đó là cái loa này này, hình cái micro này này, mọi người phải tắt loa được nhá, tắt loa trong khi học để nghe cô giáo nói rõ ràng hơn được chưa. Và thứ hai, mọi người có thể là stop video khi mà mọi người thấy mình đẹp trai quá hoặc là xinh đẹp quá thì có thể là stop video, nhưng mà thường thường là nên mở mở video nhá. Được chưa? Cái quan trọng nhất đó là cái chỗ tắt âm này này, và thứ hai là chỗ chat này này, và giơ tay phát biểu. Được chưa? Raise hand. Đây ạ. Rồi, đấy là một số cái ý tính năng của mình dành cho các bạn, và hẹn gặp lại bạn vào cái buổi học gần nhất. Xin chào.